Xin chào các bạn, hôm nay hệ thống cửa hàng dụng cụ y khoa và thiết bị thẩm mỹ Bình Minh mình xin giới thiệu cho các bạn máy bắn laser để mình xóa xăm này, phun chân mày, mình xóa hình tattoo rồi nhá. Đây, cái loại máy này là một loại máy là mini nhỏ gọn mà rất là phù hợp với những spa mà kiểu vừa vừa hoặc tầm trung của mình đó, để mình xài cũng có phù hợp với những cái spa mà mình mới mở luôn nha, để tiết kiệm chi phí này, tiết kiệm cái diện tích này, rất là tiện lợi. Thì đầu tiên mình xin giới thiệu về cái ngoại hình của cái máy trước nha. Đây, nếu như mình đang quay cho các bạn xem này, thì ngoại hình của máy rất nhỏ gọn thôi, nó nằm vừa ở trên một cái thùng nhỏ nhỏ như vậy. Thì khi mà các bạn để trong xe ba thì mình có thể để trên xe đẩy này, hoặc là trên một cái mặt phẳng bàn rất là nhỏ, không có chiếm quá nhiều diện tích. Thì máy bên ngoài thì sẽ được làm bằng chất liệu nhựa ABS, vừa đảm bảo cái độ bền mà vừa đảm bảo cái độ chắc chắn nha. Đây rồi, phần nút bấm này. Đấy, đây là tay cầm nha, tay cầm đây thì mình đã gắn sẵn cái tay cầm vô rồi. Cái cách cầm gắn thì chút nữa mình sẽ nói sau nha. Đây là phía sau của máy này. Này, mình sẽ giới thiệu qua một số cái nút bấm ở phía sau máy nha. Ví dụ như đây, nút nút này là để mình châm nước vô này, nút này là để mình gắn cái bàn đạp nha, để khi mà mình đạp ra tia. Đây là cái nút để mình gắn nguồn này. Đây là hai cái quạt gió nha. Thì hai con chó này các bạn lưu ý khi mà xài á thì mình không để hai cái quạt gió này sát vào tường nha, để một cái không gian mà thoáng á, để nó có thể lưu thông khí á. Rồi, đây cái nút này là cái nút để mà khi mình châm nước vô nó trào ra để mình biết ha. Rồi, đây là cái nút mà để mình xả nước. Thì máy này sẽ xài bán nhiệt bằng nước. Thành ra là khi mà các bạn mua máy về mà để xài á thì mình phải thay nước cho máy thường xuyên. Thì ít nhất là phần một tháng là phải 1 đến 2 lần ha. Cách châm nước thì mình cũng đã nói trong những cái video trước rồi, thì mình sẽ nói sơ qua một chút xíu nữa thôi. Đây là mình sẽ xả nước cũ ra ở bằng nút bằng nút này ha. Mình mở ra, mình xả nước cũ ra, rồi sau đó mình đóng nút này lại, mình mở nút này ra, mình châm nước vô đây. Khi nào mà nước trào ra ở nút này thì khi đó là nước đã đầy và mình đóng cái nút lại nha. Thì cách châm nước mình cũng đã nói trong những cái video trước rồi, hoặc là khi mà các bạn mua máy thì bên mình cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách châm nước này rất là tận tình và dễ hiểu nha. Rồi, nước là một cái quan rất 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 là quan trọng của máy nha. Thì nó làm mát, các bạn phải thay nước thường xuyên và đảm bảo là nước sạch để không có bị hư hại máy và tăng cái độ bền của máy. Mình đã lắp tay cầm này, lắp chân bàn đạp và lắp cái nguồn điện cho máy rồi, thì mình sẽ bắt đầu mình khởi động máy lên và mình sử dụng nha. Đây, khi mà khởi động máy thì mình sẽ có một cái chìa khóa đi kèm với máy nha, mình cắm vô đây, mình bật lên này. Đây, rồi cái nút này thì mình giới thiệu qua luôn là ví dụ như khi mình đang sử dụng máy á mà có vấn đề gì về nguồn điện á, hoặc là bạn muốn tắt khẩn cấp ha, thì bạn bấm nút này vô ha. Đó, thì khi đó thì cái chìa khóa này sẽ còn không còn tác dụng nữa và máy sẽ tắt điện hoàn toàn luôn. Rồi khi mà mình muốn sử dụng lại á, thì mình bật cái nút này ra là được này. Đó, các bạn nghe tắt cái là được ha. Hướng dẫn các bạn cách lắp tay cầm nhá. Các bạn thấy này, ở trên tay cầm này nó có hai cái lỗ mà bị mình cấp nước như vậy này. Đây, khi mà mình lắp cái tay cầm vô á, thì mình chỉ cần bỏ hai cái ống cấp nước này nó vừa với hai cái nút nhựa ở trên chỗ cái đầu cắm á. Đây đó, sau mình bỏ vô ha, đúng đúng khớp của nó, mình đẩy cái nút màu xanh này xuống đó, sau đó mình đẩy mạnh cái tay cầm vô thì test một cái là thì sẽ khớp ha. Đấy rồi đó, khi mà có tiếng test thì cái tay cầm nó sẽ bật lên, nó dính vô và nó làm giữ chắc lại cái tay cầm. Như vậy là đã thành công rồi các bạn. Ở trên có một cái tay một cái nút bấm này, ở dưới có một cái nữa nha, các bạn lưu ý nha, là phải vừa khớp cả hai cái này luôn. Còn khi mà mình muốn mở cái tay cầm ra để mình vệ sinh á, thì mình có thể là bấm hai cái nút này đồng thời bấm xuống ha, rồi sau đó mình đây đó, mình bấm xuống sau đó mình kéo ra ha, kéo bằng một lực cũng là vừa vừa thôi, thì khi đó nó sẽ bật ra rất là dễ dàng. Bây giờ mình sẽ khởi động máy lên, mình bắn một số tia cho các bạn dễ hình dung nha. Đây, mình khởi động máy này, rồi mình sẽ kéo cái màn hình lên ha. Đây là cái máy mới, thành ra là bên mình đang bọc cái màn hình lại để mà bảo vệ nó đó. Rồi, đây là cái màn hình khởi động của máy này. Khi mà mình mới khởi động lên á thì nó sẽ có một cái màn hình như vậy, mình bấm là chữ vào ha. Đây là mình đang để cái giao diện tiếng Việt để các bạn dễ hình dung và có thể dễ sử dụng á. Thì đây nó có một số chức năng chính, ví dụ như là để mình tiệt lông này đó, rồi mình có thể xóa vết đốm bên da này, rồi xóa cái vết đen này, xóa hình xăm này, xóa vết bớt. Thì tùy vô cái nhu cầu của mình muốn xài chức năng nào thì mình sẽ chọn vô cái đó ha. Rồi, ví dụ như mình sẽ test bằng cái chức năng là xóa lông đi ha, xóa bỏ lông mày đi ha. Rồi, đây, khi mà các bạn đã vô trong này rồi thì bước tiếp theo là mình sẽ chọn cái đồ bắn cho nó phù hợp ha. Thì khi mà các bạn mua kèm với máy thì sẽ có ba cái đồ bắn đen này là đồ để mình bắn carbon để hóa da này,
cái than carbon các bạn, cái than màu đen đen á. Rồi một cái đầu nữa là đầu 532, một đầu là 1064. Thì mỗi cái đầu này nó sẽ có một cái tác dụng riêng. Thì mình nói sơ sơ qua, ví dụ như là đầu 532 nó mạnh hơn này, thì đấy nó xóa những cái vết mà màu đậm hơn, nó nặng hơn. Thì khi mà các bạn mua máy hoặc là liên hệ với bên mình á, thì các bạn nhân viên tư vấn sẽ tư vấn cho các bạn cái này rất là kỹ, để các bạn có thể dễ dàng làm, hoặc là gửi kèm cho các bạn một cái tờ giấy hướng dẫn để mà mình biết là cái đầu nào sẽ phù hợp với những cái liệu trình nào á. Rồi ha. Rồi sau đó thì mình sẽ đeo kính này, đeo kính cho khách hàng. Còn với đó là mình đeo một cái kính nữa cho kỹ thuật viên, là khi mà mình mua máy á, thì cũng sẽ đặt tặng kèm ở trong máy luôn nha. Và mình sẽ chỉnh những cái thông số nha, để mình nói qua về những cái thông số ở trên máy này. Ví dụ như cái thông số này, đây là cái thông số quan trọng nhất nha, các bạn chú ý cái này giùm mình. Đây là cái thông số năng lượng, thì cái tia laser phát ra mà nó mạnh hay yếu là do cái thông số này nhá. Thì đây ví dụ như mình đang test thì mình để khoảng cỡ 280 đến 300 mấy 400 để mình test cho các bạn coi ha. Còn khi mà mình xài á, thì mình tùy vô cái liệu trình mà mình sẽ xét cái mức năng lượng này cho phù hợp nha. Và cái lời khuyên của bên mình là nên sử dụng từ cái mức năng lượng nhỏ, sau đó thì mình sẽ tăng lên dần dần ha, thì như vậy sẽ an toàn hơn. À, khi mà mua máy hoặc là liên hệ với bên mình thì bên mình cũng sẽ có hướng dẫn những cái này, và có một số cái thông số khuyến nghị cho các bạn á. Đó, để các bạn dễ xài. Cái tần số này này là mình nói sơ sơ là ví dụ như là nó là bao nhiêu tia nó sẽ phát ra trong vòng mà 1 giây khi mà mình nhấn giữ cái bàn đạp ha. À, cái chức năng này, cái thông số này thì thật sự là cũng không có quan trọng lắm, thì mình cứ để một nửa thôi. Ví dụ như mắc của cái này là 8 thì mình để khoảng 3 hoặc 4 mình xài là được rồi ha. Rồi sau đó nếu như mình muốn mà nó ra tia nhanh hơn á, thì mình sẽ tăng thông số này lên một chút xíu ha. Rồi đây là cái bộ đếm này để mình để nó thống kê lại cái số lần mình làm lần mà mình bắn thôi, không sao hết. Rồi những thông số dưới là ví dụ như là nó báo về nước này, nhiệt độ này, và cái tay cầm cho mình đó. Rồi sau khi mà mình đã set up xong những cái thông số này rồi ha, thì mình bấm sẵn sàng, thì khi đó là mình bắt đầu mình sử dụng ha. Mình bấm sẵn sàng này. Rồi nói chuyện coi cái chế độ chờ là màu xanh lá cây thì đã xài được rồi nha. Và mình sẽ bắn thử lên một cái mặt phẳng mà có màu các bạn coi ha. Đó, khi mà bắt được cái màu đó thì nó sẽ đánh bay cái màu đó luôn và tạo thành những đốm trắng như vậy này. Thì giống như khi mà mình bắn lên da vậy á, bắt được cái màu thì nó sẽ đánh bay cái màu đó và để lại một cái lớp màu trắng như vậy. Mình bôi thêm tí bao góc dưỡng chất lên thì một thời gian sau thì nó sẽ trả lại được cái màu của da ha. Đó. Nên cái tia laser này này là cũng mạnh các bạn, và tùy với cái nhu cầu. Thì ví dụ như là mình muốn bắn nhẹ nhẹ thôi thì mình sẽ dài cái đầu nhẹ, mình giảm cái thông số năng lượng xuống. Mình muốn xài mạnh hơn thì mình sẽ để những cái thông số giống như mình đang bắn thử đây này, bạn coi này, nó trắng luôn ha. Rồi đó, cái đầu bắn còn lại á, đầu 532 hoặc là đầu carbon á, thì nó cũng bắn tương tự như vậy luôn nha. Rồi mình xài xong á thì mình bấm vô cái chỗ chế độ chờ này nha. Đó, thì khi mà nó chuyển sang màu đỏ thì như vậy là đã dừng ha. Và mình có thể là mình vệ sinh cái tay cầm này, mình vệ sinh cái đầu này ha, mình vệ sinh những cái gì nó bám lên trên cái đầu bắn này, mình vệ sinh cái tay cầm nếu như mà có dơ hoặc là có nước ha. Rồi sau đó thì mình sẽ cất tay cầm, mình tắt máy. Đây, mình tắt máy ha. Rồi vừa rồi thì mình đã giới thiệu qua và hướng dẫn đến bạn cách sử dụng máy bắn laser và xóa xăm mini của bên mình. Để được tư vấn thêm về sản phẩm hoặc là mua hàng, các bạn có thể liên hệ đến số điện thoại mà mình để ở trên màn hình nha. Đặc biệt đó là cái máy này luôn có sẵn ở cửa hàng mình, các bạn có thể tới trải nghiệm và mua hàng nha. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.